Anh này chắc anh đang đầu tư về lĩnh vực chứng khoán à, hay là con Ông đá đá qua thôi? tôi nói thật là anh, tôi là làm cái cảnh sát biển gì cũng tàu ấy, À, anh làm cái này cũng được à? nhưng mà tôi thì chủ yếu là mua đất nhỏ nhỏ mua đi bán lại. Anh mà có con bạn nó bảo nó ở Thanh Hóa mình ấy, nó cứ bảo mình đầu tư, nhưng mà thứ nhất là tôi cũng mua nhỏ nhỏ một tí, cái thứ nhất là mua cái mây len với mua cái crown ấy. Thì tôi không hiểu về hai cái đấy là hai cái gì, và thứ hai là hắn đang nói tôi về mua cái quỹ, mua cái gì Bitbu 24 giờ đấy. Bitbu 24 giờ là .com, cái trang web ấy, bảo là giống cái trang TT, cái trang mà mua đấy, bảo là mua ví dụ mua 100 triệu thì nó sẽ lên 300 triệu, xong là 5 tháng 20 ngày sau là thu lại vốn, còn đâu là tính lãi là trong mấy năm ấy, mà tôi không tin được vì nói Anh thế có đỡ đầu biết tư làm gì. Alibaba À, có không? Anh có biết là một số các cái cuộc gọi liên quan đến chứng khoán quốc tế không? không, tôi nói thật anh ạ, tôi không biết gì, tôi mới hỏi anh, Về nói cơ thật với bản anh thì như thế. những thứ anh vừa nói Khang cũng không biết nốt. Lý do là bởi vì những cái thứ anh vừa hỏi là những thứ không có thông dụng, và nó là những cái thứ không 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 phổ biến. Nó có thể đúng, có thể sai, nó có thể tồn tại hoặc là tức là ý là đúng luật hay đúng hay không đúng luật á, thì Thắng không dám chắc, nhưng cái câu chuyện đó là nó vẫn có thể tồn tại trong nền kinh tế, và có một số vấn đề liên quan đến cái câu chuyện đó thì Thắng Thắng đang đang thực sự là chưa tìm hiểu sâu sắc về nó, nên Thắng không biết là nên nói thế nào cả. Tức là lĩnh vực anh vừa nói là lĩnh vực không phổ biến, còn chứng khoán đúng nghĩa, Thắng là dân chứng khoán, dân đầu tư tài chính, thì chứng khoán đúng nghĩa thì nó phải là cái câu chuyện đầu tư vào các doanh nghiệp phổ biến ở trên Trên sàn chứng sàn á, khoán. trên Đúng sàn rồi, OTC đúng trên sàn không? giao dịch chứng khoán hay À. giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc là giao dịch chứng khoán Hà Nội, nó là những công ty giống như anh nhìn qua là anh biết ngay, ví dụ như những cái đơn giản anh sinh sống hàng ngày đang mua bán đấy. Nói chung là phải lên sàn được sắp pháp luật cho phép, đại khái là như vậy. Dạ, và là nó là những cái công ty mà không phải không anh có thể nhìn thấy nó hiện hiện gọi là hiện hữu trong đời sống của mình, chứ nó không phải là những cái thứ gì đấy mơ hồ, là những cái thứ càng những thứ không thể giải thích, không thể biết, không thể nắm thì nó lại có tiềm ẩn những cái rủi ro mất tiền. Và tất nhiên thì đi kèm với câu chuyện đó thì người ta luôn có câu chuyện là cam kết lợi nhuận cũng như hay là hứa lợi nhuận, nhưng điều đó là điều mà không có gì dễ dàng cả. Không, anh đầu tư bất động sản rồi anh thấy, hoặc là anh đầu tư thưa qua một số cái kênh hay là kinh doanh gì đó thì anh cũng đều nhận ra rằng là chả có cái gì mà nhanh như thế cả. Chỉ có hai thứ nhanh như thế: một là xổ số, hai là đánh đề, ba nữa là Mà đánh túy ma rồi túy, đánh bạc. đúng Thì anh là cảnh không? sát biển thì anh cũng 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 biết được là nó chỉ có loại là buôn lậu với lại làm giả thì nó mới là nhanh thôi, còn mọi thứ đầu tư thì nó không 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 quá như là dễ làm giàu như những người xung quanh chúng ta đều nghĩ. Mà nó ổn định bền vững thì ông là tốt lắm rồi, 15-20% một năm đã là giỏi rồi, chứ không 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 nhanh được. Và đừng nghe chúng nó nói, đừng nghe chúng Đúng nó rồi, cam đúng rồi. cam kết. Dạ, còn chắc là anh chưa tham gia đầu tư thực tế ở ngoài thị trường chứng khoán bao giờ đúng không? Đúng rồi, tôi nói thật anh, tôi chả chơi gì cả, nhưng mà tôi rất hay xem những cái Video. like của anh nhá, Dạ video của anh nhá. dạ Tôi thấy là thật ra là anh là con người hiểu biết về mà thị trường, đấy là nói thật là như thế. dạ Còn anh nói toàn là nói thực tế, tôi thấy là cũng nhiều cái anh nói là rất là ok, tôi cũng đăng ký kênh của anh để xem. Đây là thứ dạ nhất. Việc thứ hai là tôi thấy rằng là anh thử nghiên cứu quỹ cái gì Bitbu 24 giờ .com ấy, nó cũng hứa hẹn cho mình là như thế, nhưng mà tôi không tin được vì làm gì có bữa sáng bữa miễn phí đâu. À, nếu mà đầu tư như thế thì người ta giàu hết rồi, nhưng mà tôi có gửi cái số điện thoại này tôi đang gọi cho anh này, tôi cứ gửi Zalo một cái đấy, cái quỹ đầu tư của Hồng Kông nó đầu tư 650 triệu đô la đấy, khuyến mại cho khách hàng, nhưng không biết là cái nội dung đó là như thế nào tôi cũng chả biết. Với thứ hai là cái này nó có liên quan đến Việt Nam đâu, đâu đúng ai nói đúng đấy, tại vì nó Xin xin không. xin nói thẳng luôn với anh luôn là bởi vì thực ra mà nói, từ tất cả những thứ anh nói thì Thắng lại xin chỉnh lại là Thắng có biết, nhưng mà vấn đề là tại sao đối với những người thông thường Thắng không muốn nói chuyện về những cái câu chuyện đó. Nó là lý do là bởi vì là nó không phổ biến, và khi làm cộng đồng thì những vấn đề không phổ biến là những vấn đề nó tiềm ẩn rất nhiều vấn đề mà gọi là nó chưa thực tế lắm đối với nhiều người. Và hơn thế nữa thì quan trọng nhất vẫn là cái pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, thì nó Đúng sẽ rồi, đúng rất rồi. khó trong cái câu chuyện pháp luật bảo vệ tranh chấp. Còn Thắng chưa bàn tới câu chuyện lợi ích, mới chỉ bàn tới những vấn đề sơ khai, tức là cái lĩnh vực đó là lĩnh vực mà chưa được bảo vệ thì
Trong quá trình làm ăn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái va vấp về về mặt pháp lý. Vậy khi không được bảo vệ thì đồng nghĩa với việc là mình buộc tham gia một cái lĩnh vực mà ở trong tối, chứ nó không phải là tham gia một lĩnh vực ở ngoài sáng. Dẫn đến Ở câu rủi ro chuyện, cao đúng không? dạ, nó sẽ rất rủi ro, thậm chí là có những rủi ro thông thường người ta chỉ nghĩ đến cái rủi ro là được mất theo kiểu tỷ lệ phần trăm, nhưng những cái thứ mà không được pháp luật bảo vệ nó rất dễ sẽ xảy ra những cái rủi ro, tức là những cái đơn vị mà đứng ra làm và thực hành cho mình nó có thể quỵt tiền của mình, hoặc là nó thế nó xù tiền. Đơn giản như tại sao Tăng hỏi Alibaba, tại sao Tăng hỏi đến những cái dạng dạng lạ lạ mới mới. Nhiều anh chị nghe thấy những chuyện đó thì bảo u cái này mới ngon thế, không ai biết thì mình làm. Không phải, làm ăn kinh doanh là phải chọn những cái thứ gì đấy nó dễ cho mình, dễ cho người, chứ khó quá thì làm nào được, đúng không anh? À đúng rồi, Đó. nói chung là làm giàu thì đôi khi phải liều, nhưng mà thật ra là trên anh em mình thì liều phải có những cơ sở, chứ Không, liều phải cả không, có cái không, chỉ dẫn không, không phải, và không đặt. phải, không phải. Làm kinh tế và đầu tư, lĩnh vực cao nhất của kinh tế là đầu tư, bởi vì kinh tế thông thường chỉ là làm doanh nghiệp. Qua cái khoảng khắc của doanh nghiệp thì là mình là ông chủ doanh nghiệp và là cái người quản lý theo hướng là cổ đông của doanh nghiệp, tức là đầu tư. Thì đầu tư là cao nhất của kinh doanh, tức là bản chất của đầu tư cũng chỉ là kinh doanh, nhưng anh là người gián tiếp, không trực tiếp đầu tư, không trực tiếp điều hành doanh nghiệp, mà anh chỉ đem vốn cho Rồi. người ta kinh doanh. Thì khi anh hiểu câu chuyện là giữa đầu tư và kinh doanh nó giống nhau, thì anh có thể nói về câu chuyện là kinh doanh mở một công ty làm buôn bán xuất nhập khẩu hay là kinh doanh cái gì đó, thì anh thấy là nó cũng không hề dễ. Thì chắc Đúng chắn rồi. rằng câu chuyện đầu tư nó cũng không hề dễ, và mọi chuyện nó không phải là liều. Ở đây câu chuyện nếu mà sử dụng bảo là liều ăn nhiều, thì một cái câu nói cái này nó là bản chất thực của sự việc rồi, thì gọi là lợi nhuận cao thì rủi ro cao, và cái câu chuyện là cái rủi ro không cần thiết phải 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 chấp nhận đối với những người chưa có áp lực về câu chuyện là phải giải ngân vốn bằng mọi giá. Ví dụ anh nắm giữ một vài tỷ đô la Mỹ, hoặc là ví dụ như các cái quỹ đầu tư 500 700 triệu đô, thì họ có phải phân bổ cái tài sản của họ ở nhiều kênh đầu tư khác nhau, kể cả rủi ro và phi rủi ro, để họ cân bằng danh mục, thì câu chuyện đó là câu chuyện của người ta. Còn mình là tiền, gọi là tiền tươi thóc thật, mồ hôi nước mắt, thì không không bao giờ nên chấp nhận rủi ro hoặc là liều ở ở trong cái câu chuyện đầu tư. Mình hãy tìm đến những nơi mà thực sự pháp luật bảo vệ, thực sự nó an toàn, và hãy kỳ vọng với cái biên lợi nhuận thông thường. Tức là giống như em hay mua một cái sản phẩm gì đó, em chỉ mong là mua đúng giá thôi, không mong mua được giá. Lý do là bởi vì rất có thể trong cái câu chuyện được giá nó tiềm ẩn một cái gì đó liên quan tới lừa đảo, hoặc là nếu như mà rẻ mà lại đến lượt mình, trong khi đó mình lại không am tường cái lĩnh vực đó, thì đồng nghĩa với cái câu chuyện đó là nó có cái sự lừa đảo gì ở đây. Bởi vì lý do là những người chuyên trong cái ngành đó họ còn chẳng chưa đến lượt họ thì là mắc gì đến lượt mình. Nên là ví dụ như mua một lĩnh vực khác, kinh doanh một lĩnh vực mới, Thắng luôn quan niệm rằng là cố gắng chỉ mua được đúng giá và tìm sự bền vững thôi, chứ không mong muốn đến cái câu chuyện đó là mua được giá rẻ hơn người khác. Cái tư duy về câu chuyện mua một giá rẻ hơn người khác hoặc là liều ăn nhiều, tư duy đó là tư duy không đúng. Có thể nó đúng cho ngắn hạn, tức là may á, mình hên, mình múc một Chính cái xác. nó được. Nhưng nếu nếu đi đường dài, đường trường cả hàng nhiều năm, và có tư duy gọi là bền vững á, thì điều đó là điều không đúng. Điều đó nó sẽ sai hoàn toàn, bởi vì vài phương thương vụ bị tổn hại là gần như là anh sẽ ra gầm cầu ngay. Xin lỗi em Không. nói chơi, nhưng mà Không, đó là thực tế. anh em nói thật, không nghĩ tôi nói là tôi nói góc độ hẹp thôi. Góc độ Dạ. hẹp có nghĩa là tôi buôn thỉnh thoảng với anh em hay đầu tư tí bất động sản đó mà. Dạ. Không chả có tiền nhiều, nói anh bộ đội được mấy đồng đâu. Dạ. À, có nhà cửa có xe cộ là tốt rồi, chứ làm sao hy vọng là làm giàu giống người ta được. Dạ, Nó gọi đúng. là ý nói là thỉnh thoảng đầu tư bất động sản đôi khi liều liều tí mà có khi lại hay. Nhưng mà đấy cũng nói với anh em trong cái cơ đấy, trong cái cơ hội, trong cái nhiều cái có cơ hội may mắn. Dạ. Đấy. Nhưng mà tôi thì cũng thích đầu tư vào chứng khoán, thật ra là tôi chả hiểu gì cả, nên tôi nói thẳng với anh, nhưng đã có kiến thức này với đầu tư mà không có kiến thức thì thôi, đấy, nói Cái thẳng với anh là như thế. thực tế đó là người ta đang bị sai ở cái chỗ đó, bởi vì thực ra là chứng khoán nó không phải là cái gì đấy mà không kiến thức hay không kiến thức gì hết. Chứng khoán thực ra em tiếp cận bởi vì em cũng là lính, bản thân gốc Thắng cũng là người lính và cũng là xuất phát từ lực lượng vũ trang xuất ngũ ra ngoài, hiểu biết về kinh tế thực sự không dày. Nhưng vì vì cái câu chuyện là miếng cơm manh áo mưu sinh thì phải tìm hiểu thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, sau khi khoảng
chính xác là khoảng 9 năm tham gia với lĩnh vực tài chính thì Thắng có một cái kết luận đơn giản, đó là không phải phân tích cái gì nó quá chỉ là mơ hồ, đơn giản là xung quanh anh nhìn thấy cái gì dư địa tăng trưởng phát triển thì cứ tìm những doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực đó rồi đầu tư, thế thôi. Nó giống như câu chuyện anh đi tìm đất thôi, chỗ nào mà anh nhìn thấy gọi là thổ tốt, đi gần đường gần trường gần trạm, khuynh hướng phát triển tốt thì anh đầu tư, đúng không? Thì chứng khoán nó cũng vậy, anh đừng nghĩ gì đấy mà hiểu biết phân tích báo cáo tài chính gì đấy kì tôi hiểu thế gì cho nhưng ngoặc đầu. Tóm lại là bây giờ với con mắt thông thường của người trần, gọi là người người trần mắt thịt, ra ngoài đường nhìn thấy một cái lĩnh vực gì đó nó đang làm ăn rất là hốt tiền và nó có khuynh hướng là phát triển bền vững lâu dài, thì anh nhìn thấy ra xã hội nhìn thấy à cái ngành này là ngon đấy, nó phát triển tốt đấy, trong 5 10 năm tới là tốt đấy, vậy lên trên sàn chứng khoán tìm xem cái công ty nào đang kinh doanh trong lĩnh vực đó, mua phát bỏ đó, lâu lâu bỏ mới ra coi, vẫn có khi mua 10.000 mới sau khi mới ra coi nó lại 5 70.000. Thì đó là đầu đầu tư kinh doanh đơn giản cho những người thông thường, không phải là chuyên lĩnh vực, nó là cách cách nghĩ, nó chỉ cần đơn giản như thế chứ không phải là phải đi học lớp này lớp kia hoành tráng khủng khiếp, nó không 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 cần thiết như thế. Còn cái mà nãy giờ anh hỏi ấy, thì đối với một số người chuyên thì người ta sẽ lách vào những cái khe hở của pháp luật hiện nay chưa quy định cũng như những cái ngành nghề khác biệt để người ta tìm kiếm một cái sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng mà đó là tư duy của những người ít tiền chỉ muốn rằng là số tiền của mình tăng gấp đôi gấp ba nhiều lần thôi. Cái này thì xin lỗi được nói như thế, anh có phật lòng cũng 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 Không, thông không, cảm vấn đề gì, cũng thông anh nói cảm, thật thật sự mà tôi đúng rồi. nhưng mà cái đó nó không đem lại sự bền vững, và cái việc đó nó tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Tốt nhất là không phải dân chuyên hoặc là không phải người cầm cái cầm chịch trong những cái thương vụ đó thì tốt nhất là mình không làm, tránh xa và tìm cái chỗ khác bền vững hơn. Mặc dù có thể những cái thứ mình biết 10 năm nữa nó sẽ rất rất thịnh vượng, nhưng không tiếc điều đó, điều đó không Đúng rồi. không đáng để phải tiếc, bởi vì là Đúng rồi, đúng rồi. mình không biết thì mình không làm. Tốt nhất ông bà nói rồi, cái gì biết thì làm, cái gì không biết thì không làm. Mà cái gì mà lại biết nửa không thì lại càng không nên làm, bởi vì là biết không tới thì sẽ dẫn đến những cái thiệt hại, mà cái câu chuyện mà biết biết chưa hết ấy, nó cũng rất 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 nguy hiểm. Thì Thế thế dạ anh là chuyên về chứng khoán chứ có bất động sản không hay là mình chứng khoán thôi? bất động sản cũng có. Thắng thì thực ra là dân tài chính có cái góc nhìn tổng quan nên Thắng chỉ đưa ra những cái góc nhìn tổng quan thôi, chứ cần phải đi vào chi tiết anh em đánh đấm mua bán ở đâu thì đó là câu Không biết chuyện hả? riêng của mỗi người. Thực ra thì À cũng không 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 Thắng không 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 theo cái hướng tức là cầm tay chỉ việc, cái hướng à chỉ là đưa ra góc nhìn mọi người cùng tham khảo và nhiều người cùng tham khảo được, sau đó thì đi vào thực tế như thế nào thì tùy vào cái năng lực tài chính và tùy vào cái nơi địa điểm họ đang sinh sống thì họ mới đưa ra cái kết luận được. Nhưng mà góc nhìn anh có rảnh không? Rảnh hôm nào tôi lên Sài Gòn anh em mình giao lưu tí. Cái việc nhậu với giao lưu bên ngoài thì cũng xin lỗi luôn là Thắng có cái phương châm đó là hạn chế giao tiếp. Không, ý đó là cà phê pháo thôi chứ còn nhậu nhẹt gì đâu. Nhà tôi thì cũng có một căn nhà ở giáp Sài Gòn ở Bình Dương đấy, hiện nay là giá khoảng hơn 7 tỷ gì đấy, mà tháng thu nhập thì nó tầm khoảng 25 triệu. Thế là cũng được rồi, không ổn Không, nữa. thế nhưng mà xét về ai là thật ra là tôi cũng chả thích, vừa rồi tôi thì có nhà cửa dưới đây rồi nhưng mà tôi đang định bán đi. Thế là anh mà có lĩnh vực thu nhập đó là ổn định, vì nó nằm giữa ba khu công nghiệp với đất cát đàng hoàng, đại khái là có sổ đỏ thời tiết đàng hoàng rồi. Anh nhà thế có ai có nhu cầu đầu tư tài chính vào đấy thì giới thiệu rồi anh em mình ta làm việc. Cũng cảm ơn. Cái đó thì Thắng không 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 rảnh, và nói chung là Thắng có phương châm được là cái nào rảnh thì làm. Cái chuyện mà cứ gọi là gì ôm đồm nhiều thứ vấn đề thì trả lời luôn là không làm, bởi vì là làm nhiều không đem lại lợi ích gì bao nhiêu cả, mà không thực sự giỏi trong một lĩnh vực nào đó thì cái kết cuối cùng là vẫn là trái đắng, nên là cái đó thì dành cho các bạn môi giới. Thắng không có tranh về việc của các bạn môi giới. Rồi đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là cà phê và pháo thì luôn luôn sẵn lòng với lại các anh thôi, hôm nào đấy thì nếu có về quận 9 thì ơi